Gạo nếp nương ở vùng cao Bắc Hà đang được người dân địa phương nâng cao giá trị bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có nghề làm bánh, làm cốm hay làm khẩu rang. Với sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo của mình, chị em phụ nữ nơi đây đã có được nguồn thu nhập tốt, lại góp phần lưu giữ nhiều giá trị văn hóa từ gạo nếp của vùng cao Nguyên Trắng. Khẩu rang là một trong những đặc sản được làm ra từ gạo nếp nương ở thôn Na Lo, xã Tà Trải. Khoảng tháng 9 hàng năm, khi những bông lúa nếp chuyển qua giai đoạn làm cốm, hạt không còn sữa, chị em sẽ thu về nhà tuốt, loại bỏ hạt lép và đưa vào đồ cách thủy. Hạt lúa sau đồ được phơi khô có thể bảo quản trong vài tháng. Mình đi chọn từng bông một, xong là lấy về xong mình tuốt. Tuốt xong là lấy đi thả vào nước, loại các hạt lép ra. Xong mình mang lên trên nồi xong mình đồ. Biết làm thì không khó đâu, tốn công lắm. Ngoài khẩu rang, chị em phụ nữ tổ hợp tác thôn Na Lo còn khéo léo chế biến những hạt lúa nếp nương thành những sản phẩm có giá trị cao như cốm Na Lo, sản phẩm đã được cấp 3 sao OCOP. Tổ hợp tác cũng như là hơn 30 hộ của thôn có sản xuất cốm và khẩu rang thì rất là cần cái sự hỗ trợ về cái mặt tiêu thụ, ví dụ như là trong siêu thị hoặc là trong những gian hàng thực phẩm sạch, thực phẩm đặc sản. Phát triển các sản phẩm từ hạt lúa nếp nương là hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại Bắc Hà. Không chỉ góp phần bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn giống lúa nếp địa phương, việc nâng cao giá trị hạt gạo này cũng là cách tạo thêm các sản phẩm du lịch, tạo dấu ấn cho du khách mỗi khi đến với cao nguyên trắng. Tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, giữ gìn thương hiệu nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là đối với các cái thị trường khó tính. Sự năng động sáng tạo của nông dân trong vận dụng những tiến bộ mới vào sản xuất như vừa đề cập, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân địa phương.